Nhìn từ xa, nhiều người sẽ lầm tưởng đây là một xóm dân cư đông đúc. Thế nhưng, dãy nhà cấp 4 lại được hình thành ngay ở sát chân đê Hoàng Long. Khoảng cách từ công trình này đến thân đê cũng không đủ 25 mét theo quy định của luật đê điều năm 2006. Chợ Gia Viễn họp ngay sát chân đê với những hàng quán đã dần được bê tông hóa. Chúng tôi vi phạm là chúng tôi biết là vi phạm. Biết là vi phạm là từ trên kia dưới đây, nhưng mà chúng tôi đổ vào cho nó chắc chứ chúng tôi không có phá đi mà vi phạm chân đê cả, nói thẳng như vậy. Thì tại vì là chúng tôi đây đê cũng dựa vào đê mà sống, mà coi như là đây là mở chợ là để cho nâng cao đời sống cho dân nhá, mà hơn nữa là bên kia là chợ là phải có trên bờ dưới sông, trên bên dưới thiền thì chúng tôi mới họp được, chứ bây giờ chúng tôi chuyển vào trong những cái trạm xá kia thì ai người ta vào đấy người ta hỏi. Điều đáng nói, nhiều hộ kinh doanh đã biến những ký ốt bán hàng thành những ngôi nhà kiên cố. Dòng chảy bị ngăn cản, nơi đây trở thành ao tù nước đọng. Dòng chảy tiêu nước thuộc thủy lợi sông Hoàng Long, phục vụ cho cầu cống và trạm bơm trụ đứng Gia Viễn, giờ đã trở thành con kênh chết, ảnh hưởng nghiêm trọng cho việc thoát lũ. Cái lều quán đã hình thành từ lâu rồi, từ năm 2000 mấy đã xây dựng có như này rồi. Thế bây giờ mà để xử lý cái này, thưa các anh là nó rất khó. Đấy, bây giờ người ta xây dựng lên cũng không có mục đích khác, mà người ta xây dựng lên là để bảo vệ hàng quán người ta. Đấy, mà cái thời điểm đó mà không xử lý, đến thời điểm này mà xử lý thì chúng tôi không thể xử lý được. Chính quyền địa phương không thể xử lý, khiến tình trạng vi phạm hành lang đê điều ở nơi đây càng trở nên nghiêm trọng. Những ngôi nhà mới dần hình thành và ngày càng sát chân đê. Cọc tre, đất đá, vật liệu xây dựng đổ xuống lấn kênh, chiếm hành lang đê và cản trở lưu thông dòng chảy qua khu vực này. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân huyện Gia Viễn, đê Gia Tiến có hơn 100 trường hợp xây dựng lấn chiếm với đủ cách thức tinh vi. Hiện quỹ đất của xã không còn nữa, nên việc di chuyển chợ là rất khó khăn. Như vừa rồi đấy, quy hoạch cái nông thôn mới thì là có chợ, có quy hoạch chợ rồi. Có trong thuyết minh cũng như trong cái bản đồ rồi, nhưng hiện tại là cái riêng đặc biệt riêng đối với cái chợ để mà di chuyển ra nó lại trên nằm trên đất hai lúa thì cũng đang có cái ý kiến với tỉnh là các cái công trình trong cái chương trình nông thôn mới hiện nay trên đất hai lúa thì rất là khó khăn. Đê liên tục kêu cứu trong khi chính quyền địa phương lại chưa thể giải quyết. Mặc dù ông Bùi Văn Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã có ý kiến chỉ đạo dứt điểm vụ việc này. Thế nhưng, đó vẫn chỉ là những quyết định trên giấy. Nếu theo luật quy định thì là vi phạm. Đấy. Nhưng mà cái mức độ vi phạm thì chúng tôi cũng đánh giá cái vi phạm nào là cái vi phạm trầm trọng, vi phạm nào là nó vi phạm nghiêm trọng hoặc là cái vi phạm nào là ở cái mức độ bình thường. Để trên cơ sở đấy, những cái vụ vi phạm mà mang tính chất là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hành lang thoát lũ thì chắc chắn là chúng tôi sẽ báo cáo với tỉnh để chỉ đạo địa phương để xử lý những cái vi phạm đấy. Thực tế thì những vi phạm này cũng chỉ được nhắc đến trên văn bản. Còn hàng ngày đê sông Hoàng Long vẫn phải oằn mình gánh chịu những tác động của con người. Những ngôi nhà được xây dựng trái phép, một khu chợ dân sinh vô tư hoạt động, bỏ mặc những nguy hiểm an toàn đê trong mùa mưa lũ. Trong những cái nguyên nhân dẫn đến cái hiện tượng sạt lở đê điều như hiện nay thì chúng ta biết rằng là cái sự mưa lớn, tự nhiên là mưa lớn trên thượng nguồn, mưa nội đồng tăng cao. Thứ hai nữa là thực tế mà phải nói rằng là cái công tác quản lý đê điều phòng chống lụt bão của các địa phương cũng chưa được quan tâm đúng mức. Bởi vì là ví dụ như là cái tình trạng khai thác cát, rồi vi phạm cái hành lang an toàn đê điều, rồi lấn chiếm ảnh hưởng đến thoát lũ. Đấy, thì nói chung là tất cả những cái vấn đề như tôi vừa đề cập ở đấy thì đều ảnh hưởng đến cái sự an toàn của cho đê điều. Thiên tai, mưa lũ ngày càng bất thường. Nhiều sự cố đê điều đã xảy ra, nhưng các địa phương vẫn chủ quan. Hệ thống đê ở miền Bắc thiếu sự thử thách với những trận lũ lớn những năm qua là một trong những mối nguy cơ tiềm ẩn khi có mưa lũ bất ngờ. Một người vi phạm
không xử lý được thì sẽ có nhiều người vi phạm. Và cuối cùng, cả con đê có thể biến mất.